Nếu quý khách có ý tưởng, Kỳ Lân sẽ thực hiện ý tưởng đó. Nếu quý khách chưa có ý tưởng thì hãy đến với Kỳ Lân để Kỳ Lân tạo ra những ý tưởng mà bạn giao cho quý khách chọn, và sau đó Kỳ Lân sẽ là người thực hiện hoàn mỹ, hoàn hảo một cách tinh tế nhất, đúng tiêu chí luxury của Kỳ Lân. Vì khách hàng này đã mua chiếc điện thoại new này tại Kỳ Lân Luxury và yêu cầu ngay lập tức là đến luôn. Nhưng mà Kỳ Lân tư vấn là anh cứ xài đi. Anh xài xong mình khi nào anh cảm thấy anh thích, cực kỳ thích và anh cảm thấy chiếc điện thoại này xứng đáng mình đầu tư custom cho nó trở nên đẹp hơn, sang hơn, lộng lẫy hơn, thì lúc đó Kỳ Lân sẽ thực hiện cho anh nhé. Anh kêu ok em và đưa anh xài trước đi. Và một thời gian anh xài xong anh thấy đã quá, thích quá và đủ được công năng anh dùng và đúng phong cách thượng lưu về dòng điện thoại xa xỉ mà anh muốn, và anh quyết định làm và gọi cho Kỳ Lân. Khi nào em làm xong phần vàng và kim cương theo yêu cầu của anh, em điện thoại cho anh. Anh sẽ đem điện thoại lên và em hoàn thiện cho anh để cho nó nhanh, khỏi phải đưa điện thoại trước bị gián đoạn trong thời gian sử dụng. Và đây, sau khi hoàn thiện, đây là những chi tiết từ phần trên, phần miếng chữ V to dưới và hai bên nẹp hai bên. Ở bên đây là bên trong. Chúng ta nhìn kỹ, đồ cao cấp với công nghệ máy móc chuyên nghiệp và kỹ thuật cao cấp của thợ chuyên nghiệp để tạo ra một sản phẩm cao cấp từ trong ra ngoài, chứ không phải là đẹp ngoài mà trong xấu, mà phải hoàn mỹ hoàn hảo từng chi tiết một, bởi vì đây là sản phẩm mà Kỳ Lân thực hiện, là sản phẩm cao cấp luxury tuyển chọn từ sự custom cá nhân hóa, nhưng là sản phẩm phải chuẩn, tỉ mỉ về độ hoàn thiện, tỉ mỉ về sự tinh tế và tỉ mỉ về sự hoàn hảo. Đó là sự khác biệt giữa sản phẩm cao cấp luxury tuyển chọn tại Kỳ Lân. Nguyên cái ổ khay sim này cũng được Kỳ Lân chế tác từ vàng nguyên khối full, vàng nguyên khối AU750. Và từ từng con ốc cũng vậy, Kỳ Lân cũng chế tác từ vàng nguyên khối AU750. Nếu như quý khách đang sử dụng những sản phẩm mà cao cấp đã giá trị rồi, đã sang rồi mà muốn đẹp hơn, lộng lẫy hơn và cao cấp hơn theo đúng phong cách của mình hơn, và đặc biệt là sự cá nhân hóa, ví dụ như là làm tên của mình hoặc là miếng da này, thay nguyên miếng da này bằng nguyên miếng vàng và cá nhân hóa bằng logo, biểu trưng, biểu tượng mà mình thích, một sự kỷ niệm nào đó trên này, hoặc là một sự mà yêu thích gì đó về kiểu dáng, về hình dáng, về những biểu trưng mà mình muốn, bất cứ cái gì mà quý khách muốn thì Kỳ Lân sẽ là người thực hiện. Nếu quý khách có ý tưởng, Kỳ Lân sẽ thực hiện ý tưởng đó. Nếu quý khách chưa có ý tưởng thì hãy đến với Kỳ Lân để Kỳ Lân tạo ra những ý tưởng mà bạn giao cho quý khách chọn, và sau đó Kỳ Lân sẽ là người thực hiện hoàn mỹ hoàn hảo một cách tinh tế nhất, đúng tiêu chí luxury của Kỳ Lân, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu, phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc, thăng hoa trong thú chơi, đồ cao cấp xa xỉ một cách tuyệt vời nhất. Và kính mời quý khách đón xem video tiếp theo, Kỳ Lân sẽ quay video về sản phẩm này và hoàn thiện việc đưa vàng và kim cương vào. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.